Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với EVTV. Sáng nay thì tựa game FS trên nền tảng mobile mới nhất đó là Phục Kích được phát hành bởi VTC Game đã ra mắt. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tải game cũng như những thao tác cơ bản để làm quen với game nhé. Để tải game, các bạn có thể truy cập địa chỉ website phuckich.vtcgame.vn quá trình duyệt trên điện thoại sẽ có link ngay lập tức ở màn hình chính. Mình cũng sẽ để link tải ngay dưới phần mô tả cho các bạn để tiện truy cập nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập thẳng vào CS Play trên các điện thoại Android hoặc là App Store trên iPhone và search với từ khóa Phục Kích VTC. Sau đó đơn giản chỉ là ấn cài đặt mà thôi. Sau khi cài đặt xong, anh em tiến hành vào game, đăng ký nick và bắt đầu phần hướng dẫn của game. Màn hình giao diện game được sắp xếp rất là hợp lý, anh em hoàn toàn có thể dễ dàng tìm thấy các chức năng cơ bản như là shop, kho đồ. Một điều đáng chú ý đó là hệ thống nhiệm vụ hàng ngày và thưởng của Phục Kích rất nhiều, hoàn thành chúng sẽ mang lại cho bạn một lượng lớn vàng và kinh nghiệm khá. Phục Kích có khá nhiều chế độ chơi, các chế độ đấu thường, đấu rank cơ bản, AI, vân vân và vân vân. Chỉ cần chọn chế độ bạn muốn chơi cùng bản đồ, hệ thống sẽ tự động tìm đối thủ cho bạn. Game có hình ảnh tương đối đẹp, tuy nhiên tốc độ load vẫn khá nhanh và chơi cực kỳ mượt và êm ái. Phím bấm trong game cũng được sắp xếp rất thuận tiện, dễ dàng cho người chơi thao tác.
Ok, vậy là mình đã hướng dẫn và giới thiệu với anh em tựa game Phục Kích, sản phẩm FPS rất hot hiện nay. Mọi thông tin chi tiết về game anh em có thể xem phần mô tả. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.